chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình tên là Suka Vlog các bạn. Hôm nay Suka lại tiếp tục đi săn những cây liền kinh. Đây. Giờ hôm nay thì mình với anh mình lại tiếp tục đi săn vòng nhà nè bạn ơi. Đi lúc 3 giờ. Thì đi vòng vòng mấy cái điểm gần nhà nè, khoảng bán kính khoảng 10 km thôi. Thì đi kiếm mồi mà. Đi giải trí nữa nè. Thì hôm nay Suka đi khổ dây là 16 10 230. Suka bán 18 nha nè. Suka bán cái liền kinh chạy 68 đầu 14. Này, nãy giờ quần quần này kiếm tôi hú thì bắn cũng tạch tạch mấy con bay thôi này. Rồi đi tiếp tục đi. Thì Suka cũng có bán thùng bi và ná. Anh em có mua thì liên hệ số điện thoại cho màn hình này nè, Zalo đó, để mua thùng bi ná ủng hộ Suka nha. Rồi tiếp tục anh em ơi. Ngày đầu không biết tự nhiên trả bài lại bài lại. Em tưởng là con đen không đóng cho con cái chúng mỏ hay vậy, gớt xuống mua lao chùm chân chúng mỏ rồi áo mà cầm chắc nha buông. Nó chạy đó buông. Đừng con nên em mày con đụng là... đầu tiên buông chó tươi vậy. Ngay đầu rồi quắc anh em ơi. Suka hai đừng quắc. Quắc. À bỏ tay. Siêu phẩm anh em ơi. Đâu là cây giam diệp trời. Má quất vào lên cây đậu này, nhìn gì quất bự. Đừng còn nữa nè mày. Người đâu còn hai này đâu? Hai này đâu anh Minh? Hai này đâu? Cái gòn.
thấy rồi. Không phải cu. Sáu em. Sáu. Ngay đầu một em sáu sáu đá xin nè bài táo. Xin chào các anh em đang xem video của mình. Mình là Sầu Cao Vlog và hôm nay mình sẽ giới thiệu các sản phẩm mà mình đang kinh doanh nha anh em. Thì trước tiên là thun bị sai anh em. Đây 10 bộ tay má Sầu Cao cột sẵn như thế này, da ba lỗ, bắn được B6, B7, B8, thùng chính hãng nha anh em. Giá là 10 bộ như thế này là 130k bao ship nha anh em. Đây 130k bao ship. Hiện tại thì Sầu Ca đang bắn cái Hero này. Đây, còn cây này là cây của Sầu Ca đang bắn. Đây cây Hero tàu, rất là im anh em. Cái kẹp này rất là ok. Đây, dặn ra cho anh em xem. Kẹp này có gắn thoát thun nên khi mình gắn dây vào thì nó rất là ok, rất là dễ gắn. Đây, gắn thử cho anh em coi. Vừa quay video gắn hình hơi khó nha anh em. Đây. Đây, nó gắn thoát thun nên mình để vô nè. Đó. Người ta kêu là gắn thoát thun đó, để vô là nó dính liền. Đó, bóp lại là nó sẽ dính liền. Rất là dễ dàng cho anh em gắn thun nha anh em. Mẫu này mẫu Hero. Mẫu này mình bán hiện tại là Sầu Ca đang bán là 180k bao ship nha anh em. Bao ship toàn quốc, free ship luôn. Được tặng 2 bộ dây. Một ná, hai dây, một cây lục giác, 180k, re-ship. Mẫu thứ hai, đây mẫu thứ hai Sầu Ca giới thiệu với anh em. Đây, ưng long, có chị Mừng có con rồng gọi là ưng long nha anh em. Mẫu này thì kẹp cũng như cây Hero. Đấy, em có thể thấy là nó có rãnh thoát thun nè. Thấy rồi, có rãnh thoát thun. Khi mà mình dặn ra, mình để vô thun vô thì mình sẽ dễ dàng hơn. Để cho anh em xem, để cho anh em xem nè. Đấy, cái gánh thoát thun này có tác dụng là vậy đó. Mình để thun vô là nó chặn lại, là nó rất là đồng dây đó. Rất dễ dàng. Dặn lại là xong. Mẫu này hiện tại Sầu Ca bán là 250k, tặng 2 dây, một cây lục giác anh em. Bao ship, bao ship toàn quốc luôn. Re-ship đó. Và bên mình hiện tại cũng có bán pin, bán theo ký anh em. Lông cu xanh nè trời. Á à, xiên. Cái nè. Lông cu xanh nè, xiên ngang đít luôn không gớt trời. Rồi, con cá từ bay luôn anh em ơi. Á à, xiên hai con cu xanh luôn. Xiên ngang đít luôn trời. Đừng con đây nè mày. Lên kinh. Cái tóc luôn. Tụi bên em mày. Được coi em à. Thông bích nó rớt luôn. Đây, 3 giờ rưỡi. Bây giờ là 5 giờ 4 mấy. Con này con cuối cùng xiên nè. Xiên rồi văng viên đạn lên, văng vô nhà ta luôn. Này các ông gà ông chửi sao gà luôn. Quất. Này nè được, này được hàng hiếm anh em. Còn quất, quất trên ngọn dầm dịp. Nè sao gà đẩy ngay ngày đầu.
này con cuối cùng anh em, con chiều giải trí, ba con tu hú, con mình bẹp, nhờ hai nhà giải trí anh em. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em clip sau nha, có gì thì anh em cứ liên hệ số điện thoại cho màn hình để mua thùng hồ sô cà nha. Rồi chào tạm biệt anh em.